Rồi, xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha. Thì trước mắt mình là cái máy Yanmar 3T66 14 ngựa, tua 3050 nha các bạn. Yanmar 3T66 14 ngựa, tua 3050. Máy này dòng tam đỏ nha anh em ơi. Dòng tam đỏ là nó chạy rất là bốc luôn nha. Những cái máy dòng tam đỏ này là mình chế turbo chạy rất là đẹp. Hôm nay bên xưởng tiện Hoàng Sang cũng mới vừa hoàn thành xong một cái full combo, chọn bộ turbo cho nó nha các bạn. Đây, turbo cho chế turbo cho cái máy Yanmar 3T66. Máy này mà anh em chạy vỏ 6m3 là chạy bao tốc độ phê luôn các bạn. Chạy rất là đạt đó nha. Máy này mình chạy vỏ 6m3 chạy là tốc độ phê lắm. Đấy, xíu anh em sẽ test cho bạn xem nha. Anh em có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nha các bạn.